Thưa quý vị và các bạn, các loại biển cấm là nhằm mục đích định hướng hành vi xã hội. Thế nhưng hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Lạt, hàng loạt biển cấm xuất hiện dù đã rất lâu nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến và hầu như không phát huy tác dụng. Biển báo cấm rẽ trái này được lắp đặt tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ 3 tháng 2 từ đầu năm 2016. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông khá đông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Vì vậy, thông tin về quy định mới đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông để đông đảo người dân được biết và chấp hành. Mạng xã hội cũng đã đăng tải thông tin này và nhận được khá nhiều lượt chia sẻ. Những tưởng người dân sẽ chấp hành nghiêm túc. Thế nhưng, sau một năm triển khai, nhiều người vẫn đi theo thói quen, mặc nhiên rẽ trái mà không quan tâm đến biển cấm. Có nhiều người thì họ đi, nhưng mà nhiều người thì khi mà thấy có công an giao thông thì người ta không có quẹo, còn không thì họ vẫn quẹo qua nó. Nhiều người là họ đang quay về quẹo chân là thấy công an là họ quay lại. Có một số người thì tuân theo, còn một số người thì họ không để ý đến mấy cái biển báo cấm để lo thói quen của họ. Tuyến đường Trần Quý Cáp tại thành phố Đà Lạt cũng nằm trong trường hợp tương tự. Dù đã phân định rõ làn đường ô tô và xe máy, thế nhưng mỗi khi vào giờ cao điểm, không ít người ngang nhiên đi vào làn đường dành cho ô tô để di chuyển được nhanh hơn. Nhìn chung ở những tuyến đường này, chỉ khi nào có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết, thậm chí là xử phạt, thì người dân mới chấp hành. Nhưng sau đó, đâu lại vào đấy. Qua công tác tuyên truyền thì một số người tham gia giao thông chấp hành là tốt, nhưng còn một số trường hợp cũng vẫn là không có ý thức chấp hành về cái việc theo quy định của các cái hướng dẫn của biển báo. Chúng tôi thấy cái nguyên nhân chính là thứ nhất là ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của một số đối tượng tham gia giao thông là chưa nghiêm. Thứ hai nữa là cái chế tài của pháp luật về việc xử phạt này là chưa cao, chưa có đủ sức răn đe. Bên cạnh những biển báo giao thông, không ít biển báo cấm trong đời sống vẫn bị người dân phớt lờ. Nơi nào cấm đậu xe thì trở thành bãi xe. Những nơi cấm câu cá thì người đi câu tập trung càng nhiều. Cấm họp chợ thì chợ vẫn đông đúc tấp nập. Và đôi khi lý do vi phạm của họ là vì biển báo khó thấy. Tụi em đẩy bây giờ á chị, đó, thăm mình ghê kìa. Mà bây giờ cái cuộc sống của mình thì giờ mình liều lĩnh vậy thôi, chứ giờ biết sao giờ. Cũng tùy trường hợp, có lúc thì em nhìn rõ, có lúc thì em không nhìn, do biển báo khó thấy, do nó thường để ở trong những chỗ khuất tầm nhìn của mình. Cái bảng này nó để hơi bị đánh đố quá, cho nên mình khó chịu lắm. Nếu mình mà lạ lên mình không nhìn được. Hoặc là lâu lâu mình đi tới lần cứ nghĩ cái bảng này là để cấm cái đường qua bên này thôi. Là chỗ hai chiều này thôi, chứ đâu có nghĩ cấm đại trái. Tuy nhiên, đó chỉ là những lý do mang tính chống chế. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại những khu vực người dân vi phạm, biển báo đều được đặt ở những nơi dễ quan sát và nội dung rõ ràng. Việc chấp hành hệ thống biển báo là tùy thuộc vào ý thức của người dân. Một khi ý thức chấp hành chưa được nâng cao, thì dù các cơ quan chức năng có tăng cường điều tiết, xử lý, cũng khó có thể giải quyết được thực trạng xem thường biển báo, mà nói rộng hơn là xem thường luật pháp và những quy định của cơ quan nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, các loại biển báo cấm ra đời là nhằm góp phần ổn định trật tự xã hội. Thế nhưng với việc sống và sinh hoạt theo thói quen của một bộ phận không nhỏ người dân hiện nay, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có những giải pháp răn đe phù hợp để không còn tình trạng nhờn luật như hiện nay. Nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, trị giá hỗ trợ mỗi căn từ 35 đến 50 triệu đồng. Công trình thanh niên gồm hai sân chơi trong trường hợp cho thiếu nhi trị giá 100 triệu đồng. Hệ thống cấp nước hợp vệ sinh tại làng Pù Kiêu thôn Phước Sơn trị giá